Xin chào các bạn, mình là Xuân Nghi. Với tình hình hiện tại khi tất cả mọi người đều đang làm việc và học ở nhà để tuân thủ các hoạt động phòng chống dịch bệnh, Nghi làm video này để chia sẻ với các bạn cuộc sống của Nghi mấy ngày hôm nay, cũng như chia sẻ cho các bạn những cái tips, những thói quen làm cho mỗi ngày làm việc của mình ở nhà thêm thú vị, thêm hiệu quả, thêm lành mạnh. Đồng thời, qua video này, Nghi hy vọng các bạn sẽ tìm được cho mình những năng lượng tích cực trong cuộc sống tinh thần của mình. Khi ở nhà hết ngày này qua ngày khác, và nhất là đối với những bạn đang làm việc freelance như Nghi, thì giữ cho mình một thời gian biểu hợp lý và đúng với đồng hồ sinh học thì thật là quá khó. Nhưng hôm nay nhờ quyết tâm quay cho các bạn một chiếc video xinh đẹp, Xuân Nghi đã cố gắng thức dậy lúc 8 giờ sáng. 8 giờ sáng là một giờ thức dậy rất lý tưởng, vì trước khi làm việc lúc 10 giờ, bạn có thể nướng, check phone, coi YouTube, skincare, trang điểm và làm bất cứ thứ gì mình muốn để bắt đầu một ngày mới. Thường thường khi ngủ dậy, Nghi sẽ check phone ngay do tỉnh ngủ. Mặc dù ôm phone buổi sáng rất là tốn thời gian, mình có thể nằm ở đó xem tin tức và lướt mạng cả 30 phút đến 1 tiếng đồng hồ. Đây là một thói quen không được tốt mà Nghi vẫn còn đang cố gắng khắc phục. Nên hôm nay Nghi sẽ coi phone để check mail một chút xíu thôi, không làm mạng uống nước nữa. Vừa dậy Nghi sẽ rửa mặt ngay, sau đó tất nhiên là phải răng kỹ càng. Điều đầu tiên Nghi sẽ làm trước khi bắt đầu bất cứ việc gì đó là bật nhạc. Nghi sẽ bật ngay playlist tủ của mình để bắt đầu một ngày mới. Không biết khoa học có chứng minh không, nhưng nghe nhạc du dương với tông major và thông điệp tích cực sẽ làm cho mình hưng phấn hơn. Hát theo nhạc cũng có thể làm cho mình tỉnh ngủ hơn. Nhờ một đống mỹ phẩm skincare tối hôm qua nên da mặt của mình bây giờ rất là mịn và đã. Nhưng mọi người ơi, tóc mình hôm nay quá gớm. Mình sẽ đi gội đầu trước khi skincare. Các bạn không nên gội đầu quá sớm ngay sau khi thức dậy. Hãy exercise một chút cho nóng người rồi hẳn đi tắm hay gội đầu. Sau khi gội đầu, mình sẽ bắt đầu ngay bước skincare. Mình sẽ dùng toner essence trước. Trong khi chờ tất cả các chất thẩm thấu vô da, mình sẽ sấy tóc một chút. Sấy tóc xong, mình sẽ dùng serum dưỡng ẩm, sau đó là kem dưỡng. Mấy hôm nay ở nhà không ra đường lại chăm sóc da kỹ càng nên da mình khỏe vừa lờ, mừng vãi. Không cần phải dùng serum đặc trị gì hết. Để biết rõ chi tiết hơn về ngàn bước skincare này của Xuân Nghi, mời bạn đón chờ một vlog hoành tráng khác trong tương lai nha. Ok, vì sự nghiệp xinh đẹp, Xuân Nghi bắt đầu makeup vào lúc 8 rưỡi sáng nha các bạn. Hôm nay Xuân Nghi sẽ chỉ các bạn cách makeup nhẹ nhàng ở nhà. My stay home makeup routine. Hôm nay Xuân Nghi khá tự hào về da của mình nên là không cần apply foundation gì hết. Chỉ cần đánh tí phấn lên tô điểm họa mặt thôi. Sau khi apply phấn, Nghi đánh tí bronze lên để tô điểm contour các kiểu. Sau đó mình sẽ đánh ngàn tấn má hồng lên mặt vì mình đang khá obsessed với kiểu eager makeup. Bước quan trọng nhất đối với Xuân Nghi trong lúc trang điểm đó là bấm mi lên cho cong mút. Vì mắt Nghi vừa đơ vừa buồn nên là bấm mi lên chút xíu thôi là khác liền. Sau đó mình đánh chút eyeshadow màu hồng nhẹ nhàng lên cùng tông với má hồng, đánh eyeliner ở ngay đuôi. Và bước cuối cùng quan trọng nhất đó là đánh son. Thế là tốn hết 1 tiếng đồng hồ của Xuân Nghi rồi các bạn. Làm con gái khổ vãi. Dù chỉ là làm ở nhà thôi, nhưng Xuân Nghi cảm thấy khi mặc đồ đàng hoàng hay make up thật đẹp như đi làm sẽ giúp mình cảm thấy hoàn thiện hơn, hài lòng với bản thân hơn, làm mình hứng thú với công việc hơn là sờ sờ lúc ở nhà. Nên nhớ là ở đâu cũng phải đẹp nha các bạn. Hai tiếng đầu tiên trong ngày của Nghi, Nghi toàn dùng để xếp đồ, xếp đạc xinh đẹp, quay phim chụp hình, làm cà phê, làm trà, đời sống xinh đẹp muôn năm đó các bạn.
Hôm nay Sương Nghi xin phép uống trà chanh mật ong, vì thời gian này phải cố gắng giữ gìn sức đề kháng thật tốt. Mỗi buổi sáng một ly nước trà nóng hoặc là nước nóng với mật ong thôi cũng rất tốt cho sức khỏe đó các bạn. Với lại mấy hôm nay Kali rất lạnh, phải uống đồ nóng chứ không là rất là dễ bệnh. Nghi hay ăn sáng gì đó nhẹ nhàng như bánh mì, pancake và đây là Eggo Waffle. Nhà Nghi chủ chăm cái Eggo, chỉ cần bỏ vô lò nướng vài phút, thêm tí bơ, maple syrup là ăn. Làm nước uống buổi sáng và đồ ăn sáng cũng như tìm cho mình một chỗ xinh đẹp ngay nắng để bắt đầu check mail, lướt web, làm việc là morning ritual của Nghi. Chắc do mình cũng nghệ sĩ và luôn có ý chí làm việc hiệu quả hơn khi mọi thứ xung quanh nhìn xinh tươi nắng mai, nên không làm những bước này thì Nghi chịu không được. Nghi mong các bạn hãy tạo thói quen cho mình luôn suy nghĩ tích cực và làm cho mọi thứ xung quanh của mình luôn xinh đẹp trong mắt mình là đủ năng lượng yêu đời yêu người rồi đó các bạn. Cứ mỗi tối mình đi ngủ mà mình cứ mong sáng tới lẹ lẹ chỉ để làm những thứ xinh đẹp này thôi đó. Enjoy the simple little things nha các bạn. Chưa gì đã 10 giờ sáng rồi, bắt đầu nghiêm túc làm việc nha các bạn. Hôm nay Nghi cũng có rất nhiều thứ phải giải quyết, nhất là phải làm việc với bên Việt Nam. Mặc dù lúc này là lúc mọi người ở Việt Nam ngủ hết rồi, nhưng Nghi luôn tận dụng lúc mọi người ngủ để làm cho xong việc của mình. Hiện giờ Nghi vẫn đang bắt tay vào những dự án âm nhạc riêng của mình, cũng như các dự án kinh doanh khác. Vì mùa dịch nên đành phải làm việc remotely qua mạng hết đó các bạn. Sau khi ngồi làm việc đã đợi ở phòng khách, nơi Nghi hay ngồi đón nắng, Nghi khuyên các bạn hãy thay đổi không khí, sàng qua hết chỗ này đến chỗ khác để làm mọi thứ thêm mới mẻ và thú vị. Thường thường Nghi sẽ ngồi ở bàn làm việc trong phòng ngủ, nhưng hôm nay Nghi ra phòng khách cho thoáng. Nghi còn có thể ngồi ngay cửa sổ to hơn ở trên bàn foosball cho giống trong Friends nè. Ngồi ở bếp, tranh thủ kiếm chút gì ăn vặt luôn. Lâu lâu Nghi còn kế hết bàn ra ngoài sân nữa. Quá bận rộn, làm việc thật sự cực lực chứ không như Sương Nghi hôm nay chỉ để quay phim thì nghỉ tay để ra ngoài sân, ngoài ban công, ngoài cửa sổ để hít thở không khí trong lành, ngồi thiền hay đơn giản chỉ là ngồi nghỉ mình một tí là rất quan trọng. Nghi sẽ cho Ferry ra sân chơi sẵn tiện đón nắng chiều một chút. Nghi rất thích cây lá thiên nhiên nên cái sân này giống như là thiên đường của mình vậy đó các bạn. Vả lại Ferry nó thích ra đây chơi với bạn hàng xóm của nó, toàn chửi nhau thôi chứ không có thiên đường gì lắm. Hôm nay Nghi sực nhớ ra là mình phải làm gấp một cái demo để gửi đi cho producer của mình, nên Nghi sẽ vào phòng ngủ với bàn làm việc của mình đây. May là mùa dịch này Nghi có đem theo cái đàn và cái mic nhỏ xíu này, chứ không thôi không biết sao mà làm việc á các bạn. Hãy làm những điều mình thích, bất kể hoàn cảnh nào nhé. Khi đó Nghi thường đi kiếm gì đó ăn coi như nghỉ giải lao. Thường thường Nghi hay nghỉ tay để đi nấu đồ ăn trưa, nhưng vì quay phim và phải tỏ ra là mình làm việc cực lực nên Nghi ăn cái energy bar này nhìn cho nó healthy và cool nha các bạn. Đừng bao giờ bỏ bữa nha các bạn. Sau khi làm việc xong thì Sunny sẽ dắt Ferry đi dạo một vòng ở trước nhà. Nghi không recommend các bạn ở Việt Nam đi ra ngoài đường mà không có khẩu trang. Chỗ Nghi ở hiện giờ rất ít người và rất rộng rãi nên Nghi mới dám ra ngoài thôi. Với lại Ferry đã già nên chỉ chạy được một chút xíu là mệt, thở, không cần phải đi đâu xa. Chưa gì cũng gần hết một ngày rồi các bạn.
Hôm nay Nghi lại hứng chiếu muốn đãi cái này món xôi mặn tự nấu vì tự nhiên sáng nay rất thèm xôi. Xôi mặn với gà hấp dẫn vô cùng luôn. Cái này với Nghi rất hay nấu ăn chung với nhau. Cái này đảm đang lắm đó nha. Hy vọng lần này không fail, không quên quay video lại như lần nấu mì Quảng trước nha các bạn. Để làm món gà xào, các bạn lấy miếng gà nạc như vậy và ướp với 1 tablespoon nước tương và 1 teaspoon huyết. Xào gà này lên. Canh nhiều ăn thôi. Oh my god, this shit is. Xào nguyên cục kìa hả? Ừ. Xong rồi tới lúc nãy xé ra thành thịt cộng. Xong cái xào cho thì khô luôn, thành gà khô luôn. Trong khi mình ăn xào gà thì mình có hành phi chuẩn bị sẵn nè các bạn. Sẽ thanh phi đúng không ạ? Bạch phi. I guess that's it. Một ngày của Xuân Nghi trong mùa dịch đơn giản chỉ có vậy. Mặc dù cũng khó khăn như tất cả mọi người, nhưng Nghi lại rất lạc quan và tích cực. Mình ăn khỏe hơn, đầy đủ hơn. Mình có rất nhiều thời gian cho người thân. Mình enjoy những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống. Rất bình yên và hạnh phúc đó các bạn. Nghi hy vọng các bạn cũng tìm thấy được bình yên của mình trong thời gian này. Hãy ở nhà và giữ gìn sức khỏe để sống tinh thần của mình thật tốt nha các bạn. Hẹn gặp các bạn trong video tới. Bye.